Xin chào các bạn, hôm nay mình quay âm thanh của thỏ ăn rõ rõ ràng ràng cho các bạn nghe cho vui nha. Trong cái lúc mà các bạn xem video thỏ ăn bắp cải, rồi ăn cà rốt, ăn táo, rồi ăn khoai lang, rồi ăn salad, thì mình đang ngồi làm video cách ươm hạt lựu, trái lựu đó các bạn. Mình ươm lên cây gửi đến cho các bạn xem để các bạn ươm trồng cho vui nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ video này lên cho các bạn xem cho đỡ buồn. Rồi trong lúc đó mình làm không biết bao giờ mới xong. Chắc khoảng 4-5 tiếng nữa mới có video về các bạn ha. Mời các bạn xem video thỏ ăn. Những âm thanh cũng hơi lớn lớn chút xíu ha. Nghe em ta giòn tai.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.